Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục thì ngày hôm nay Khánh béo TV lại xin được cập nhật tới toàn thể quý vị và các bạn trong và ngoài nước những cái thông tin rất là mới liên quan tới gia đình cháu can lương Đặng Tú Thanh. Kính thưa các quý vị, dẫu biết rằng sinh ly tự biệt không sao có thể tránh khỏi được đối với mỗi con người chúng ta, nhưng sự ra đi của cháu Đặng Tú Thanh đến nay thì câu chuyện rất được nhiều người quan tâm, chia sẻ cái nỗi niềm mất mát này cùng với gia đình tăng quyến. Và hôm nay đây thì các quý vị cũng biết là cái việc mà cháu ra đi, nhưng được rất nhiều các quý vị trong và ngoài nước, quý Phật tử xa gần đã niệm Phật và để ngày ngày giúp cho cháu, để mỗi khi cháu được nghe để cháu đi đúng đường về đúng nơi. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật với toàn thể quý vị những cái thông tin mà mới nhất liên quan tới cái việc mà cháu can nương Đặng Tú Thanh ra đi. Những cái thông tin mà chị Thanh Huệ, mẹ của cháu Tú Thanh, cũng chia sẻ lại cái bài của chị Hồng Trần. Tức là chị Hồng Trần này là bác của Tú Thanh. Ngày nào bác Hồng Trần cũng đăng tải những cái an ủi, những cái câu mà thật sự là để cho Tú Thanh không được quên niệm Phật và lúc nào cũng phải tu tập để con được về nơi cõi Phật, được ra đi thanh thản mọi người ạ. Thưa quý vị, thì ngay sau đây thôi mình sẽ cập nhật tới tất cả mọi người những cái thông tin đó, những cái bài viết đó của chị Hồng Trần. Bởi vì chị Hồng Trần khi xưa mà Đặng Tú Thanh còn sống trên trần gian thì lúc nào chị Hồng Trần cũng sát sao và cũng quan tâm, cũng đều chăm sóc cho con Tú Thanh rất là nhiều. Nhưng đến ngày hôm nay thì cháu đã ra đi không may một cái sự cố như vậy. Và cái bài viết của chị Hồng Trần cũng đã được mẹ của Tú Thanh, tức là chị Thanh Huế, đã chia sẻ lại. Sau đây thì Khánh béo TV sẽ cập nhật đến toàn thể mọi người để cho chúng ta cùng nhau nghe những cái tâm sự này của chị Hồng Trần viết bài viết này nha mọi người. Mời các quý vị cùng lắng nghe nha. Con có nghe chưa? Trong bài Pháp đầu tiên, Đức Phật đã chỉ dạy rằng đây là thánh đế về khổ. Sinh là khổ, già cũng là khổ, bệnh là khổ và chết cũng là khổ. Buồn đau, thương là khổ, lo lắng bực tức là khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly cũng là khổ, cầu không được là khổ, bám chấp năm uẩn là khổ. Giờ đây đã trải qua quãng ngày dài chưa phải, ngắn cũng không phải, nhưng đủ để cho con chấp nhận và tha thứ. Những gì đã qua đều rất xứng đáng để con được nơi ấy. Con đã sắp xếp và gieo trồng được rất nhiều ngay cả khi con đã ra đi. Bác biết ơn con đã có những quãng ngày cuối dành trọn cho nhau rồi. Hôm nay bác sẽ đi chuộc mạng chúng sanh, làm những gì thiện lành, chỉ cầu mong con luôn tinh tiến, tiếp tục phụng sự ở cảnh giới cao hơn. Nơi đó tràn ngập niềm vui, đừng lo lắng cho người ở lại. Phật dạy như thế đấy con ạ. Người ở lại luôn thấy con trong những việc họ sẽ làm hàng ngày. Chị Uyên cũng chép xong cuốn kinh đầu tiên rồi đấy. Chị giờ đây giỏi hơn em nghĩ, chắc em vui và yên tâm về chị lắm rồi. Nam mô cầu tinh tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý vị, những bài viết của bác Hồng Trần là bác của Tú Thanh lúc nào cũng luôn luôn dặn dò cho hương linh của con hãy lắng nghe những gì Phật dạy. Và kính thưa quý vị, tiếp tục thì ngày hôm qua những cái bài viết mà của chị Hồng Trần vẫn tiếp tục đăng tải. Con đã trọ trì ngũ giới, bát quan trai giới rồi. Con đem công đức đó phát nguyện sinh sang nước của Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ đón con chí thành. thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, rồi hồi hướng con nhé. Rồi đến một ngày, dõi theo, con sẽ thấy nơi đây thật trang nghiêm, thanh tịnh. Các chị, các em sẽ thay con phụng sự, và con vẫn là lớp trưởng giỏi giang nhất để chỉ đạo. Nam Mô Cầu Tinh Tiến Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa tất cả quý vị, ở nơi cõi trần này thì chúng ta sống chỉ là cõi tạm. Khi chúng ta qua đời thì nơi ấy mới là nơi thực sự chúng ta trở về. Và mong rằng tất cả mọi người, các quý Phật tử trong và ngoài nước, mong tất cả quý vị hãy sống vui, sống khỏe, hãy có tâm, có đức, hãy chia sẻ những niềm vui với tất cả mọi người. Hãy cho đi rồi chúng ta nhận lại. Hãy yêu thương cha mẹ, vợ con, chồng con, hay là yêu thương tất cả gia đình người thân của chúng ta, để chúng ta sau này nếu có về già, chúng ta về thế giới bên kia sẽ được về cõi lành, sẽ không bị ngã quỷ, sẽ không bị đẩy xuống tất cả những cái chỗ mà chúng ta không hề mong muốn. Những điều đó thì chúng ta phải học. Chúng ta phải không sân si, không thù hận. Chúng ta phải làm những việc lành, phải làm những việc tốt, để sau này cho chúng ta có thể về già sẽ được về nơi an lành của quý vị. Và chúng ta làm những việc thiện lành không những tốt cho bản thân chúng ta, mà tốt cho cả tất cả người thân của chúng ta, và tốt cho cả tổ tiên gia đình chúng ta. Những việc làm sau này nó sẽ liên quan tới cái việc mà chúng ta sẽ về đâu nếu khi chúng ta chết. Đó là những điều mà Phật dạy rất nhiều, thưa quý vị. Cho nên gia đình của ca nương Đặng Tú Thanh thật sự chúng tôi rất ngưỡng mộ. Cháu đã đi chùa và cũng đã nghe Phật Pháp từ lúc cháu còn rất nhỏ, và cho đến lúc này chỉ tiếc rằng con còn quá trẻ mà con đã mãi mãi ra đi về một nơi xa xôi ấy, không bao giờ trở lại. Và bố của Tú Thanh cũng chia sẻ một cái bài viết liên quan tới việc hỏa táng hay là địa táng. Thật sự nghe những bài giảng đó, ai cũng thấm thía và ai cũng cảm thấy những việc làm của chúng ta còn nhiều cái vẫn chưa đúng. Sau này, mong tất cả các quý vị, chúng ta hãy sống thật tốt, hãy vững tâm, hãy làm những việc lành, và hãy thiện nguyện thật nhiều, cho đi rồi sẽ được nhận lại những gì tốt đẹp cho cuộc đời của chúng ta. Đó là những gì mà tất cả mọi người chúng ta đều phải làm, thưa quý vị. Như hương linh của cháu ca nương Đặng Tú Thanh lúc cháu còn sống khỏe trên trần thế, thật sự những việc làm của cháu khiến cho chúng ta phải học hỏi rất nhiều. Cho đến ngày hôm nay, chỉ tiếc rằng con ra đi mãi mãi không một ngày trở lại. Nếu như con còn sống trên trần thế, chắc chắn rằng những việc làm của con sẽ được nhiều người ủng hộ, cũng như tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn chắc chắn sẽ được con giúp đỡ rất nhiều. Những hình ảnh này khiến cho chúng ta rơi nước mắt, nhưng rơi nước mắt là vì thương con còn quá trẻ. Nhưng con hiện nay duyên trần thì con đã hết, và chúc cho con sẽ được về nương nhờ cửa Phật, và sẽ độ trì cho tất cả người thân, cho bố mẹ, cho anh chị em, cho tất cả mọi người, cho các quý Phật tử trong và ngoài nước được mạnh khỏe, được bình an. Và tất cả mọi người trên cả nước này, những ai đã yêu mến con sẽ luôn luôn cầu nguyện cho con, sẽ niệm Phật cho con, để cho hương linh của con sẽ được về với Phật. Cảm ơn các quý vị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với Khánh Béo TV. Chúc cho quý vị gia đình hạnh phúc, bình an, thành công thật nhiều trong cuộc sống. Mong quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ, và hãy nhấn chuông cũng như để lại những lượt bình luận, để chúng ta cầu nguyện cho ca nương Đặng Tú Thanh, cho hương linh của con được vãng sanh về miền cực lạc. Cảm ơn các quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.